hôm nay là một quay TikTok nữa. Và mình sẽ đi chôn các thành viên trong nhóm mình là nói lái năm cái từ. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó, tôi là người. Nếp ơi, nếp ơi, nếp ơi, nếp ơi, nếp ơi, nếp ơi, nếp ơi. Đúng rồi đó. Yeah, nếp ơi, nếp ơi. Nói nhanh từ này. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó, tôi là người. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó, tôi không phải là người. Ngân ơi, ngân. Chỉ có một thử thách này cho em. Hả? À, đọc nhanh từ này. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó, tôi là người. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó, tôi là người. À, thử thách nói nhanh từ này nha. Ừ. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó, tôi là người. Lại thêm lần nữa đúng không? Lại thêm một lần. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó, tôi là người. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó, tôi là người. Mẹ em xíu. Lý gì? Ôi đẹp gái thế. Nói nhanh từ này nha, nói nhanh từ này nha. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó, tôi là người. Cái gì? Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó, tôi là người. Tôi là người, tôi không phải là chó, 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 tôi là người, tôi không phải là chó. Ủa đúng không? Đúng không? Không. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó, tôi là người. À, tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó, tôi là người, tôi là người, không phải là chó, tôi là chó. Tôi là chó. Tự nhiên đắng người ta. Vậy thực hiện thử thách với em nha. Dám không muốn gặp. Đọc nhanh từ này. Ai đó làm chứng nha. Tôi không phải là chó, tôi là người. Tôi không phải là người. Làm chứng. Anh ơi. Rồi. Thật nhận thử thách. Đập nhanh từ này. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi là chó, tôi không phải là người. Tôi là chó, tôi không phải là người hả? Vâng, và đến với vòng nhân vật cuối cùng. Mai. Bây giờ thử thách cho em là nói nhanh từ này nhá. Nói nhanh. Ừ. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi không phải là chó, tôi là người. Tôi là người, tôi không phải là chó, tôi là chó, tôi không phải là người. Hai câu rồi đó. Tôi là chó, tôi không phải là người. Ok. Không. Không. Và là clip cho nhóm Ohio tới đây là kết thúc rồi. Hy vọng là mọi người sẽ thích nhóm Ohio và like clip.